Bên gia đình có đôi lời phát biểu để đến tất cả quý vị khách quý. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cô, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú và tất cả các vị khách quý. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hai bên gia đình của chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Nguyễn Thu Trang và Lê Duy Đức. Tôi xin thay mặt cho hai bên gia đình xin gửi tới tất cả các quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Và có lời cảm ơn tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các quý vị, khách quý đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để đến chúc phúc cho gia đình chúng tôi, chúc mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin chúc tất cả các vị khách quý lời chúc sức khỏe và thành đạt. Xin mời các vị nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của ông đã gửi đến cho tất cả những vị khách quý đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Khi chúng tôi ngay bây giờ chúng ta cùng chia sẻ niềm vui lớn nhất của đôi nguyên đương, cũng là nghi lễ thiêng liêng nhất trong buổi tiệc cưới trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là nghi lễ chào nhẫn cưới. Xin mời cô dâu và chú rể cùng chào chiếc nhẫn cưới yêu thương cho nhau. Một chiếc vòng nhỏ bé xinh xắn, song ý nghĩa của nó vô cùng lớn lao. Nó là minh chứng cho sự vĩnh cửu của tình yêu và là kỷ vật thiêng liêng gắn bó tình nghĩa vợ chồng. Và kể từ giây phút này, hai trái tim, hai tâm hồn đã hòa chung cùng một nhịp đập. Ngay sau đây chúng ta cùng chứng kiến những giây phút vô cùng lãng mạn của đôi nguyên ương. Đó là nghi lễ cắt bánh cưới. Xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến cắt chiếc bánh cưới hạnh phúc của mình. Xin mời các bạn. Sự thủy chung rất son của tình yêu vợ chồng, tình yêu mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt. Và sau đây bố mẹ chú rể có một món quà để gửi đến đôi vợ chồng trẻ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông bà. Bố mẹ cô dâu cũng có một món quà để gửi đến đôi vợ chồng trẻ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông bà. Và xin trân trọng kính mời những người thân của cô dâu và chú rể cũng như bạn bè của cô dâu và chú rể có những món quà để gửi đến đôi vợ chồng trẻ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và bây giờ là anh trai của cô dâu cũng có món quà để gửi đến đôi vợ chồng trẻ. Và xin kính mời đại diện của công ty của cô dâu đó, công ty Lâm Quỳnh cũng có một món quà để gửi đến đôi vợ chồng trẻ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Cô dâu cũng có một món quà để gửi đến đôi vợ chồng trẻ. Xin trân trọng kính mời. Đặng quá.
xin trân trọng kính mời những người thân trong gia đình của cô dâu và chú rể và những món quà để gửi đến đôi vợ chồng trẻ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, những món quà vô giá vô giá nhất của quý vị gửi đến con dâu và chú rể trong ngày vui lớn hôm nay đó là những tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chúc một năm phúc cho các bạn trẻ trong năm hạnh phúc. Xin mời cái dây của quân một đối tượng của mình bài dòng phát triển tuyên trên pháp lý tuyên trào. Xin mời các bạn. Quý vị đã được chứng kiến những giây phút vô cùng hạnh phúc của chú rể Duy Đức và con dâu Thanh Trang. Họ được đang rất nhiều trong vòng chơi pháp lý cùng một nỗ lực vun đắp một gia đình. Vâng, họ đam mê của một gia đình và những đứa trẻ. Pháp lý tượng trưng cho nền tảng của một gia đình bền vững, an khang, thịnh vượng. Pha lê tượng trưng cho sự trong trắng thủy chung của tình yêu mà con dâu và chú rể dành tặng cho nhau mãi mãi là một lời thề vĩnh cửu của tình yêu. Cầm hai ly rượu đến mời bố mẹ của chú rể và xin kính mời ông bà đón nhận tình cảm của người con dâu của mình. Và bây giờ xin mời chú rể cũng cầm hai ly rượu đến mời bố mẹ của chú rể. Xin kính mời ông bà đón nhận tình cảm của người con dâu của mình. Và bây giờ xin mời hai vợ chồng cầm ly rượu ra đây và kính chúc mừng trong tiếng nhạc trong biến đổi cho nay. Xin mời quý vị cùng lên cao những ly bia ngọt ngào nhất cùng lên để chúng ta cùng chứng kiến những ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Duy Đức và cô dâu Thanh Trang trong năm hạnh phúc. Xin mời quý vị cùng gia đình đến để cảm ơn tất cả quý khách quý đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Sơn là bị ốm, gửi toàn thành về.